chào anh em nha. Giao lưu anh em một cây trồi mồi lấy dai khủng nha anh em. Cây hàng tầm cao này anh em để sân vườn công viên bóng mát đồ rất là tuyệt vời. Một dòng cây ăn trái nha anh em nha. Một cây trồi mồi rất là khủng anh em. Cao 3m2. Ở cao 3m5 nha anh em nha. Xin nhắc lại là cao 3m5, từ mặt đế lên là cao 3m5. Hành sát gốc đế này nha anh em, hành sát cái gốc bệ đế này luôn là 500. Hoành ngang cái chốn vị trí em chỉ này nè là 220. Cái hoành ở trên đây nhiêu vậy anh ơi? Anh ơi. Hoành ngay chỗ đây nhiêu vậy? Trên đây nè. Hả? Cái hoành gốc này nè 220 nha anh em, còn hoành đế là 500. Cây bề cốt nhì đá nha anh em nha, cao 3m5. Anh em xem cái này rộng đế gần 2m nha anh em, rất đẹp luôn. Hàng bờ cốt rất là lực nha anh em nha. Cái này một cái lỗ bọng của nó nha anh em, lỗ bọng lúa như nó ngày nay nha anh em nha. Đây là những cái chi sống, một phôi trồi mồi nhì đá nha anh em. Đây cũng rồi nè. Đồ gì đó cạp hết luôn. Coi trồi mồi nha anh em nha. Rồi anh em nào thiện chí thì giao lưu. Chào tất cả anh em.